hôm nay trong cái phần khai báo các cái danh mục của chúng tôi giới thiệu cho các bạn một cái danh mục cực kỳ quan trọng và nó áp dụng gần như là hiệu quả cực tốt cho các cái doanh nghiệp doanh nghiệp chuyên kinh doanh phân phối hàng hóa sản phẩm các bạn thấy ở trong này có một cái danh mục là danh mục nhóm giá bán cái danh mục nhóm giá bán này nó phục vụ cái mục đích là chúng ta có thể nhóm các cái đối tượng khách hàng nó vào từng nhóm với cái chính sách giá riêng biệt các bạn có thể thấy ở là trong phần nghiệp vụ này nó có một cái phần là chính sách bán hàng. Phần chính sách giá bán này chính là cái chính sách để chúng ta có thể phân biệt được là khi chúng ta làm hóa đơn bán hàng, chương trình nó tự động lấy cái giá bán theo từng nhóm một thì trong này thì các bạn có thể thấy là khi chúng ta chọn nhóm 1 hoặc nhóm 2 thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây có một cái công ty mà nó xuất hiện ở hai nhóm hàng, hai nhóm khác nhau. Thế thì nhưng mà khi chúng ta áp dụng đối với từng cái sản phẩm một đấy, thì nó sẽ được lựa chọn ở trong cái 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 uh, giá do mình khai báo cho từng nhóm. Thế các bạn có thể hiểu là uh, trong các cái trường hợp nhất định ấy, thì thường là các cái công ty này nó không xuất hiện hai lần ở hai cái nhóm khác nhau để chúng ta để ý là không 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 khai báo trùng hợp. Uh, như thế này à, chúng ta có thể là loại bỏ khỏi nhóm bằng cách là kích chuột phải vào đối tượng đấy hoặc là chúng ta có thể kích chuột chuột vào đấy chúng ta ấn F5 để loại bỏ khỏi nhóm này à, cái danh mục này nó vào nó khá đơn giản chúng ta kích chuột phải vào và chúng ta chọn thêm thì khi các bạn thêm được một cái nhóm rồi ví dụ ở đây tôi chọn là nhóm 3 à, nó thuộc vào cái mục là tất cả thì các bạn sẽ có thể lưu và các bạn lưu ý là khi chúng ta chọn vào cái mục tất cả các khách hàng ấy để chúng ta có thể chọn một cái đối tượng chúng ta kéo vào cái nhóm ba này để sau này chúng ta có thể lập cái chính sách bán hàng đối với đối tượng này